Ghi hình lại lần trước, trong bài trước thứ tư vừa rồi là mình đang học về thể hiện tại tiếp diễn, và chị có nói về cách dùng của thể hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn nó có bốn cách dùng mà đã được trình bày với mẹ em. Cách thứ nhất là diễn tả một sự việc đang diễn ra ngay lúc nói. À, ví dụ ngay bây giờ mình đang học tiếng Anh đúng không? We are learning English now. À, hoặc là ngay bây giờ cô ấy đang học piano. She is learning to play the piano right now. Đó, thì những cái câu ví dụ như vậy, mình đang làm gì ở hiện tại? Cái cách dùng thứ hai của hiện tại tiếp diễn là diễn tả một sự việc diễn ra xung quanh thời điểm nói. Ví dụ chị có thể đặt một câu là I am reading a very interesting book about Vietnam history. Chị đang đọc một cuốn sách rất là thú vị, rất là hay về lịch sử của Việt Nam. Như vậy thì lúc mà chị đang nói với mẹ em đây, là ngồi trước mặt chị, hiện như trước mặt chị đây là một cái máy tính chứ không phải là một cuốn sách lịch sử. Nhưng mà chị đọc trước khi nói và chị sau khi dạy xong chị có thể đọc thêm. Cái quá trình đọc đó diễn ra xung quanh thời điểm nói, đó là cách dùng thứ hai của thể hiện tại tiếp diễn. Cách dùng thứ ba như lần trước cũng có nói với mẹ em trong bài số số 1 của mình đó, đây là bài số 3 rồi hết, chị đang để màn hình bài số 3. Thì trong bài số 1 đây là chị nhắc lại thôi. Cho nên bạn nào bữa trước mà không có hiện diện thì cũng cố gắng có thể xem lại video, hoặc là có thể giờ lật cái trang sách, cái file mà trước đây chị đã gửi cho mẹ em qua cái trang Zalo của nhóm đó. Thì cách dùng thứ ba của hiện tại tiếp diễn là diễn tả sự việc xảy ra trong khoảng thời gian chưa hoàn tất. Chưa hoàn tất, ví dụ như mình nói là you are working very hard today. Bạn hôm nay đang làm việc rất là chăm chỉ, rất là cố gắng. Như vậy thì khi mà sếp của mình nói với mình câu You're working very hard today, thì ông nó vẫn có hiện diện trước mặt mình, có nghĩa là giờ làm việc vẫn chưa kết thúc. Hoặc thậm chí nếu giờ làm việc mà kết thúc rồi, ông khen mình: bạn á, anh đang làm việc chăm chỉ lắm á. Thì cái ngày vẫn chưa kết thúc. Cho nên chữ today nó nói lên cái ý là hiện tại tiếp diễn, dùng để nói về việc xảy ra trong khoảng thời gian chưa hoàn tất. Tiếp đến là mình có bữa trước chị còn nói với mẹ em là cách dùng thứ tư của hiện tại tiếp diễn, đó là cái việc mà so sánh giữa hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn đây. Thì mình có hiện tại đơn là trang, khi mà mình dùng chữ always, trạng tư năng diện, nó mang nghĩa là luôn luôn. Thì hiện tại đơn cung cấp cho mình một cái thông tin là chủ ngữ luôn thực hiện động từ gì đó, hành động gì đó. Còn nếu mà mình trang always nằm giữa thì hiện tại tiếp diễn, thì nó có nghĩa là chủ ngữ luôn luôn thực hiện hành động đó, và mình là cái người nói cái câu mà có chữ always nằm giữa thì hiện tại tiếp diễn. Mình thể hiện thái độ là bực mình, rồi phàn nàn, rồi đôi khi là gắt với người ta, ganh tị với người ta đó. Và thường á, cái hành động này, ví dụ này, mình làm hành động này quá nhiều lần, hoặc ai đó làm hành động này quá nhiều lần, nhiều hơn mức bình thường, thì có thể đọc được cái chữ always với thì hiện tại tiếp diễn như vậy. Để chị 1 phút. Ok. Rồi. Bây giờ lần trước là mình cũng có làm bài tập 3.1, 3.2. Chị nhớ là mình có làm hết, chỉ có một cái là mỗi câu mình làm một chút đúng không? Cho chị hỏi là mẹ em về á, không biết là mẹ em nhiều công việc thì có ai làm không? Và nếu có làm thì mẹ em có thắc mắc gì không? Nếu mà không có thì mình có thể đi qua cái bài này để tiếp cái bài tiếp theo. Như vậy chị nghĩ chắc là không có thắc mắc đúng không? Bây giờ mình sẽ đi cái phần tiếp theo là hiện tại tiếp diễn với thì hiện tại đơn. Cái đây này là bài so sánh tiếp. Thì ở đấy nha em coi, con chuột của chị Hế nó đang rế như vậy. Đây, phần đầu tiên chị sẽ dịch cái phần này. Chúng ta sử dụng các dạng thức tiếp diễn, ví dụ như I'm waiting, it's raining, vân vân. Tôi đang đợi này, trời đang mưa này, vân vân này, cho những hành động và những điều mà nó đã bắt đầu nhưng mà chưa có hoàn tất này, chưa kết thúc. Những cái động từ, một vài động từ ví dụ như là chữ biết hay là chữ thích là không sử dụng với dạng này. Chúng ta không nói I am knowing, tôi đang biết, hay là they are liking, họ đang thích. Chúng ta chỉ nói này I know they like, chúng ta chỉ nói là tôi biết hoặc mình nói họ thích như vậy thôi, cho mình không nói họ đáng thích. Những cái động từ theo sau này á là thường này không được dùng với hiện tại tiếp diễn. Mà chị mở ngoặc thêm một chút là không phải đơn thuần chỉ hiện tại tiếp diễn đâu, tất cả những cái thì mà nó thuộc dạng tiếp diễn sau này em sẽ học, ví dụ như là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, rồi quá khứ tiếp diễn,
rồi tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành tiếp diễn, tất cả những cái gì mà có đuôi tiếp diễn thì không dùng với những cái động từ này. À, mà ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt nha. Thì đây em coi như chúng mình sẽ nhìn cái bảng của người ta. Like là thích đúng không? À, thích thì nó chỉ tình cảm. Tương tự như chữ thích chỉ có chữ yêu, love đúng không? Hoặc là chỉ có chữ ghét là chữ hate. Đây, chị ghi vào đây. Chỉ có này, like, chỉ có love, chỉ có hate, chỉ có không thích. À, không thích nhưng không hẳn là ghét, là dislike. Dislike không thích. Đó. Đây những cái mà diễn tả tình cảm. Chỉ có chữ respect, tôn trọng đúng không? Respect. Rồi, thì những cái này á, những nhóm mà thuộc những động từ thuộc nhóm tình cảm. Em nhớ thuộc nhóm tình cảm. À, rồi này, lý trí. Lý trí theo kiểu là mình suy nghĩ á. Để chị lại một chữ tình cảm, ước muốn. Đây. Cảm giác, cảm xúc. Rồi tâm linh. Tâm linh theo kiểu là tín. Rồi sở hữu. Đây, những động từ mà thuộc nhóm này thì không dùng, không dùng với dạng tiếp diễn. Đó, em nhớ mấy cái đó nha. Những động từ thuộc nhóm này là không dùng với dạng tiếp diễn. Đây, chị bỏ cái này ở đây. Chị có chữ like là thích, want là muốn, need là cần, prefer là thích hơn, know là biết, realize là nhận ra một cái gì đó hết, understand là hiểu, recognize là công nhận, believe là tin tưởng, suppose là cho rằng, mặc định rằng, remember là nhớ, mean là có ý định. À, ví dụ mình có ý định làm gì đó, mình có thể dùng động từ mean này. Mean này cũng có một nghĩa khác nữa là có nghĩa là. Ví dụ mình nói rồi đấy. What does this word mean? Cái từ này nghĩa là gì vậy? Thì trong trường hợp này chữ mean mang nghĩa là có nghĩa là. Nha, chữ mean này. Hàng là động từ hết, có nghĩa là. Đó. Còn trong trường hợp thứ hai nha, chữ mean có nghĩa là có ý định nè. Chị lại câu vị hai cho em coi. Có ý định. À, mà em lưu ý nha, chữ mean á, nó viết ở hình thức quá khứ là meant. Meant. Đây, mean, meant. Thật ra, giả sử mình đặt cái câu có ý định. I meant to call you, but I wonder if you answer my call. Tôi đã có ý định gọi cho bạn, nhưng mà tôi băn khoăn liệu bạn có trả lời cuộc gọi của tôi không? Liệu bạn có nghe điện thoại không? Đó. Rồi I meant. Đây, chị game thêm chữ tơ vào thì chị phải đọc nó là meant. I meant to call you, but I wonder if you answer my call. Và em để ý, khi mà mình nói gọi ai đó là call someone, gọi điện cho ai ấy. Chứ theo như cách thông thường của Việt Nam mình nói tôi gọi điện cho bạn, và xong mình cho từ for vào nữa, vì mình nói giới từ for có nghĩa là cho. Thì mình nói là call for you, cái này không phải. Vì call for mang nghĩa là triệu tập. Triệu tập hoặc nhẹ nhẹ hơn, tức là em gọi để cho người nó tới trước mặt em thì mình gọi là call for. Thế này nếu mà mình nói mình gọi cho mẹ mình gọi cho bạn mình thì là call my mother, call you, call my friend, như vậy thôi. Rồi chữ mean nhá, nó có thêm một cái nghĩa nữa là có ý, tức là có ý nói gì chẳng hạn. Đây, cái ví dụ mà thường gặp á, là ví dụ câu này này. What do you mean? Bạn có ý gì vậy? À, một câu mà có thể diễn tả dễ hiểu hơn. What did you mean when you said that? What did you mean when you said that? Bạn có ý gì khi mà bạn nói điều đó? Đó. Ok, đó là chữ mean.
Thì lưu ý chữ mean này không cộng với verb in. Belong có nghĩa là thuộc về, nó chỉ sự sở hữu thế. You belong with me, cái bài hát của Taylor đúng không? Belong á, thường thường đi với giới từ to. À, nhưng mà chị nhớ trong cái bài hát đó họ lại lấy giới từ with, còn như thế là sự khác biệt giữa anh và anh Mỹ chẳng hạn. À, rồi belong là thuộc về fit. Fit ở đây có nghĩa là một cái trạng thái, nếu nó là tính từ có nghĩa là trạng thái khỏe mạnh, nhưng nếu mà trong trường hợp động từ fit có nghĩa là hợp với hoặc là vừa với. Mình có chữ contain là chứa đựng đúng không? Contain và consist. Consist là bao hàm, chỉ nhớ nghĩa là bao hàm. Đó, same là dường như. Rồi, rồi chị dịch cái câu này này. I'm hungry, I want something to eat. Tôi đói. Đây người ta sai. I'm hungry là hình thức viết tắt của I am. Còn khi mà nói câu này có nghĩa là tôi đang đói đây. Và tôi đang muốn ăn một cái gì đó. Nhưng mà họ sẽ không nói là I am wanting, I'm wanting không. Họ nói I want something to eat. Tôi muốn cái gì đó để ăn. Do you understand what I mean? À, bạn có hiểu cái điều mà tôi nói không? Bạn có hiểu cái điều mà tôi ngụ ý không? Này, do you understand what I mean? Anna doesn't seem very happy right now. Đây, mặc dù có chữ right now là ngay bây giờ, nhưng mà chữ seem mang nghĩa dường như. Như vậy là nó không diễn tả một hành động cụ thể, nó nói về một cái trạng thái hơn là một hành động đúng không? Cho nên đây là bắt buộc phải dùng với thì hiện tại đơn chứ không dùng với thì hiện tại tiếp diễn. Như vậy em thấy trong mấy cái câu này, ba câu này thì cái ý dùng á, cái ý là ý hiện tại tiếp diễn, vì chuyện đó đang diễn ra, tôi đang đói, bạn có đáng hiểu cái điều tôi đang nói không? Và anh đáng dường như không có hạnh phúc, cái nghĩa là nghĩa tiếp diễn, nhưng mà khi dùng thì bắt buộc phải dùng hiện tại đơn, vì những động từ này không chỉ ở hình thức tiếp diễn. Tiếp theo mình có chữ think. Think này á, nó có hai kiểu, chị sẽ dạy cho mẹ em nha. When think means believe or have an opinion, we do not use the continuous. Khi mà chữ think mang nghĩa là tin tưởng hoặc là có một ý kiến thì bạn á, đừng chúng ta không sử dụng nó với dạng tiếp diễn. I think Mary is a Canadian, but I'm not sure. Tôi nghĩ rằng Mary là người Canada, nhưng mà tôi không có chắc. Người ta nói này mình không có sai, I'm thinking, tôi đang nghĩ. Mặc dù khi mà mình nói câu đi thì mình hiểu là cái chuyện mà mình nghĩ Mary là người Canada nó đáng ở trong đầu của mình. Như vậy thì nếu mà xét theo cách dùng thứ nhất của hiện tại tiếp diễn, một sự việc đáng diễn ra tại thời điểm nói, thì cái chữ think này phải chia ở hình thức tiếp diễn đúng không? Nhưng mà vì nó mang nghĩa là niềm tin đó, em tin rằng, em cho rằng đó, em có ý kiến rằng Mary là người Canada, vì mang nghĩa là có ý kiến, mang nghĩa là tin, cho nên chữ think này không chia ở hình thức tiếp diễn. Em lưu ý như vậy. What do you think of my idea? Think of, chị đọc nổi thành think of, và như chương mình đang đọc to để cho em nghe từng chữ, có khi em nói thì mình sẽ nhỏ những cái chữ mà không quan trọng lại. What do you think of my idea? Bạn nghĩ gì về ý kiến của tôi vậy? Câu này bạn nghĩ về câu What is your opinion? Khi mà chữ think mang nghĩa là cân nhắc, à thì có thể dùng hiện tại tiếp diễn. I'm thinking about what happened. Tôi đang nghĩ, tôi đang cân nhắc về những điều đã xảy ra. I often think about it. Tôi thường nghĩ về nó. Đó, khi mà nói tôi thường nghĩ về nó thì đây là thì hiện tại đơn. Còn nói là tôi đang cân nhắc về những chuyện đang diễn ra thì lại sai hiện tại tiếp diễn. Và trong tiếng Việt của mình á, tôi đang cân nhắc về những chuyện đang xảy ra thì mình chỉ đơn thuần dịch cái này á, dịch theo cái cách hiểu bình thường của tiếng Việt là tôi đang nghĩ về những chuyện xảy ra. Nhưng mà lập lập nghĩa của chữ think ở đây là chữ consider, cân nhắc, em để ý nha. Nikki is thinking of giving up her job. Nikki đang nghĩ về việc bỏ việc. She is considering it, có nghĩa là cô này đang cân nhắc việc đó. Em nói khi nào mà cái chữ think em muốn dùng thân nghĩa là cân nhắc một việc gì thì em chia ở hiện tại tiếp diễn được. Ok, tiếp theo này, cái nhóm này như cái chị có nói là nhóm từ chỉ cảm xúc. À, cảm xúc xúc giác này thì em thấy see, hear, smell, taste, look, feel.
Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại đơn, không phải hiện tại tiếp diễn đối với những cái động từ này. Ví dụ này, do you see that man over there? Bạn có nhìn thấy người đàn ông ở đằng kia không? Như vậy khi chữ see mang nghĩa là thấy. Mặc dù câu hỏi bạn có nhìn thấy người đàn ông ở kia không có nghĩa là à con mắt của bạn có đáng nhìn thấy người đàn ông đó không? Nếu mà xét theo cái lớp nghĩa đó thì nó phải chia ở hiện tại tiếp diễn đúng không? Nhưng mà ở đấy á, vì tiếng Anh họ quy định khi nào mang nghĩa nhìn thấy thì phải dùng hiện tại đơn. Cho nên không nói là are you seeing, không chia hình thức tiếp diễn. Do you see that man over there? Cái thứ hai này, the room smells. Xin lỗi, the room smells. À, căn phòng bốc mùi. Let's open a window. Bốc mùi hay là có mùi hết? Mình không nói là the rooms, mình không có nói câu này nha. The room is smelling. Mình không nói câu này, mặc dù giả sử mình mở cửa ra mình thấy căn phòng đang bốc mùi đó. Thường thường tiếng Việt con nói ú căn phòng đang bốc mùi, ghê quá, đóng cửa lại đi hay mở cửa ra đi. Đóng cửa lại đừng có vào trong đó nữa. À, hay là mở cửa ra, mở điều hòa lên cho nó đi mùi. À, thì thường thường ở tiếng Việt của mình hiểu là đang, nhưng mà trong tiếng Anh thì họ không sai is smelling, cái này bị bỏ. Và họ chỉ sai hiện tại đơn thôi. Let's open a window. À, chúng ta hãy mở một là cửa đi. Nhưng mà lưu ý nha, nếu mà nói là tôi đang ngửi, tại vì chữ smell này cũng có một nghĩa nữa nghe. Chữ smell nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là ngửi thấy. Ngửi thấy. Trong trường hợp the room ngửi thứ nhất là ngửi thấy, hay là trong trường hợp cái câu ví dụ của mình là chỉ dịch là nó cái căn phòng bốc mùi đó, chỉ có thể dịch là căn phòng ngửi thấy được. Căn phòng bốc mùi có mùi đó, có hai nghĩa. Thứ nhất là nghĩa ngửi thấy có mùi, cái nghĩa thứ hai là nghĩa ngửi. Ngửi ví dụ mình nói là I'm smelling the soup, tôi đang ngửi cái món súp, hoặc là I'm smelling the flowers. Flowers đó, tôi đang ngửi những bông hoa đó. Thì nếu mà sai chữ ngửi, nghĩa là ngửi thì được, còn nghĩa mà ngửi thấy hoặc là nghĩa có mùi thì lại không dùng được với tiếng diễn. Rồi chữ taste cũng tương tự nha. Chữ taste nó có hai nghĩa, một là nghĩa có vị và hai là nghĩa nếm. Nếm đây, chỉ cái chữ taste em để ý. Nếm á, nếu mà nói là tôi đang nếm thì được. I'm tasting. À, I'm tasting the soup. Tôi đang nếm cái món súp. Còn nếu mà cái món súp mà không có vị ngon thì đây này, cái câu này this soup doesn't taste very good. Cái súp này không có vị, không có ngon lắm. Đó. Ok, em nhớ như vậy hả? Tương tự nha, chữ hi á, nếu mà mình nghe là mình dịch cái chữ hi này á, trong trường hợp nghe có vẻ thì không dùng được verb in, nhưng mà nói tôi đang nghe thì lại dùng được verb in. Đó, chữ lúc mà dịch là trống có vẻ thì không dùng được verb in, nhưng chữ lúc dùng với chữ là nghĩa nhìn hoặc dùng với các giới từ như là mình có look at là nhìn vào. Đây, look through là nhìn xuyên thấu, nhìn xuyên qua. Rồi look for là tìm kiếm. Mấy chữ này á, thì là dùng được với hình thức verb in, đi với mấy giới từ này hết. Look up to, look up to là tôn trọng bằng chữ respect. Respect. Còn look down on là coi thường. Đó, thì một số cái look như vậy em có thể xài với verb in. Còn khi nào mà bạn trống có vào mệt, bạn chỉ chủ lúc mà mang nghĩa là trống có vẻ thì không dùng được. Trống có vẻ không dùng ở hình thức verb in. Đó, cố gắng nhớ như vậy. Ví dụ mình có câu là you look very tired. Câu này nói bạn trông có vẻ mệt quá, chứ không nói you are looking very tired hết. Câu đó nếu mà nói you are looking very tired là trong trường hợp đặc biệt. Thế em coi này, đây đây là câu mà trường hợp đặc biệt đây này. Cái trường hợp đặc biệt này là chị giải thích này.
Bạn có thể sử dụng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn để nói ai đó đúng như thế nào hoặc cảm thấy như thế nào ngay bây giờ. You look well today. À, bạn trông có vẻ khỏe mạnh. Hôm nay bạn trông có vẻ khỏe mạnh. Hoặc là you are looking well today. Hôm nay bạn cũng trông có vẻ khỏe mạnh. Thì cái này á, nếu mà em sai you are looking well today thì thường thường nó mang nghĩa là bình thường á. Bình thường là em nhìn không có khỏe mạnh lắm, hoặc là bình thường nhìn em không có tươm tất, không có sáng chảnh lắm chẳng hạn, mà hôm nay nhìn em khác, thì có thể sai cái câu này. Ok, tiếp là how do you feel now, bây giờ bạn cảm thấy như thế nào, hoặc how are you feeling now, bây giờ bạn cảm thấy như thế nào. Nếu mà dùng how are you feeling now có nghĩa mình muốn nhấn mạnh bình thường là mình không không để ý cái cảm xúc của người ta, bây giờ mình muốn hỏi là người ta cảm thấy như thế nào thì mình mới hỏi đó. Còn nếu đó chỉ là một câu hỏi, tức là cái câu này được áp dụng với những người mà thường thường không hỏi người khác cảm xúc như thế nào đâu đó, hoặc là biết người khác sẽ không happy khi mà được hỏi cái câu đó, cho nên không hỏi, không nhấn mạnh. Còn bây giờ nhấn mạnh hơn rồi này. Nhưng mà lưu ý cái chữ mà usually này, I usually feel tired in the morning. Tôi thường cảm thấy mệt vào buổi sáng. Câu này là một sự thật, nó diễn tả một sự thật mà thường lặp đi lặp lại đúng không? Cứ vào buổi sáng thì cảm thấy mệt. Thì câu này rõ ràng là thì hiện tại đơn rồi, chứ không sai I'm usually feeling. Đó, họ nói với mình như vậy. Nè. Ok, rồi em cứ nhớ cái việc như vậy nha. Tiếp theo mình có am is are cộng với be in cộng với verb in. Như vậy này, am là đi với chủ ngữ I, is đi với chủ ngữ he, she, it hoặc là số ít, are đi với chủ ngữ số nhiều hoặc là cả đại từ are, you, we, they, hai chủ ngữ trở lên. Em coi này, bạn có thể nói he's been hay là you're been, anh ấy đang trở nên, bạn đang trở nên, vân vân, để nói lên này, để nói một chuyện là ai đó đang cư xử như thế nào bây giờ. I can't understand why he's being so selfish. Tôi không thể hiểu được tại sao anh ta đang rất ích kỷ, đang cư xử ích kỷ. He isn't usually like that. Bình thường anh ta không có như thế. Em lưu ý trong cái câu này thì chữ isn't này mới là động từ chính. Đây, chữ isn't mới là động từ chính. Còn chữ like, cái này là giới từ chứ không phải là động từ thích đâu nha. Không phải động từ thích đâu. Như vậy câu này mình sẽ hiểu là bình thường á, anh này không có phải là ích kỷ, không có keo kiệt, mà bây giờ anh này đang cư xử keo kiệt, cho nên người ta mới dùng why he's been so selfish. Như vậy mình lưu ý chữ be mà cộng với động từ đuôi in. Đó, xin lỗi, cộng rõ ràng với be in luôn. Be in thì nó diễn tả thái độ, nhất là cách cư xử. Đây, cách cư xử phải hành động của ai mà khác với bình thường. Bình thường là họ không có như thế mà bây giờ họ lại như thế, thì sai với be cộng verb in cộng be in. The bath is icy. Icy là đi từ chữ ice có nghĩa là băng giá, băng tuyết. Đây, mà bây giờ icy là tính từ nha. Cái con đường á là đầy băng tuyết. Don't slip, đừng có trượt nhé. Bên này nói lại, don't worry, đừng có lo. I'm being very careful. Tôi đang rất cẩn thận. Giả sử đây là một người bà nói với một người con, thì mình sẽ dịch cái câu đằng sau này, bà đừng có lo, con đang rất cẩn thận. Như vậy thì mình hiểu cái người con này bình thường á, là vô tư, đi đứng không có cần quan tâm gì hết, một đứa nhỏ chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ nó nghe bà nó nói như vậy thì nó nói à, con đang rất cẩn thận đây. Đó. Rồi họ vẽ mình so sánh nè. He never thinks about other people. He's very selfish. Anh ta không bao giờ nghĩ về người khác. Có nghĩa là anh ta làm gì anh ta cũng nghĩ cho bản thân anh ta trước. Còn ai đó có bị gì hay không thì kệ họ. Đó. Hoặc là bị gì gì nhẹ nhẹ hay nặng nặng cũng kệ họ. Nói chung thì anh ta trước. Đây là anh ta là một người ích kỷ. He's very selfish. Em thấy chữ đây dùng phải và chữ S là viết tắt của is.
Hiện thì hiện tại đơn he is, bây giờ viết lại thành his. Đây, đây cái câu này này. Như vậy thì người ta nói này, generally có nghĩa là chung chung, bình thường thì anh ta là kỳ, không phải chỉ là bây giờ. Đó, cái câu này là diễn tả rõ hơn cái ý lúc nãy chị nói. Cái thứ hai, I don't like to take risk. Risk là nguy hiểm, là liều lĩnh. Khi nào mà nói take risk có nghĩa là làm liều, tôi không muốn làm liều nha. Tôi không muốn làm liều. Tôi là một người cẩn thận. I don't like to take risk. I'm a very careful person. Đó, như vậy thì hai câu so sánh muốn nói lên là chi? Nếu mà khi mà mình muốn nói tính tình của ai đó là ích kỷ hay là người cẩn thận thì đó là một sự thật, vì đó là tính cách của họ, đúng không? Thì mình sai động từ to be ở dạng hiện tại đơn. Còn nếu mình nói ai đó đáng cư xử khác với bình thường, khác với tính tình bình thường của họ, thì mình sai dạng be cộng với chữ being. Đó, như vậy. Rồi mình có này, chúng ta sử dụng chữ am, is, are cộng với being để nói là một người đáng cư xử, đang làm cái gì mà họ có thể điều khiển được ngay bây giờ. Nhưng cái này á, nó không có thường sử dụng trong những trường hợp khác. Lưu ý nha. Sam is ill. Lưu ý này, Sam bị ốm. Cái này không nói là Sam is being ill. Tại vì cái chuyện bị ốm á, là Sam không có điều khiển được, không có control, không có làm chủ được. Nếu Sam bình thường là một người vui tính mà bây giờ Sam đang cáu gắt thì cái thái độ, cái hành động diễn tả cái sự cáu gắt là cái chuyện mà Sam có thể điều khiển được bản thân để khỏi cáu gắt. Cho nên cái đó là dùng be cộng be in. Nhưng mà con cái chuyện ốm là Sam không điều khiển được, mà Sam không điều khiển được thì nó sai với hiện tại đơn. Cho nên cái câu này có thể, câu này hiểu là như vậy. Nên chúng ta sử dụng is, am, are cộng be in để nói là một cái gì mà người ta điều khiển được. Yeah, nhưng mà có thể hóng điều khiển đó, ví dụ như cái câu trên này, anh ta nên tôi không hiểu tại sao anh ta đáng trở nên ích kỷ. Như vậy rõ ràng anh này á vốn là không ích kỷ, mà bây giờ anh ta đáng trở nên ích kỷ, trong khi rõ ràng cái chuyện mà anh này ích kỷ là cái chuyện có thể điều khiển được, anh này có thể tự control bản thân để mà khỏi cư xử ích kỷ, nhưng mà anh ta không làm. Đó là cái câu này họ nói cái ý như vậy. Có những cái trường hợp nào mà ví dụ như là bây giờ Sam bị ốm, giả sử mình thêm chữ now hay là người ta thêm chữ right now vô câu này, ngay bây giờ Sam bị ốm, thì câu này vẫn chỉ hiện tại đơn thôi, vì cái chuyện bị ốm là Sam không có tự điều khiển được bản thân. Rồi, are you tired? Bạn đang mệt hả? Rõ ràng tôi biết, tôi nhìn tôi thấy bạn đang mệt, nhưng mà tôi cũng biết là không phải cái chuyện mệt là bạn muốn là được hay là muốn là khỏi mệt, đúng không? Đó, nhiều lúc đi học mình muốn là mình mệt để mình ra nằm phòng y tế, không phải mình muốn là được. Cũng như là nhiều khi mình không muốn mệt nhưng mà mình cũng bị mệt. Như vậy thì cái chuyện gì mà vượt ngoài cái sự kiểm soát của bản thân thì không có sai với be cộng be in. Mẹ em nhớ như vậy. Đó. Rồi bây giờ mình vô phần bài tập này. Rồi, hãy chia các động từ sau ở dạng đúng, hiện tại thực diễn hoặc là hiện tại đơn. Are you hungry? Do you want something to eat? Em có đói không? Em có muốn cái gì để ăn không? Muốn ăn gì đó không? Đó là câu thứ nhất. Alan says he's 90 years old, but nobody believe him. Alan là nói là ông ta 90 tuổi nhưng mà không có ai tin tưởng ông ta cả. Thì câu này mình sẽ chia sao hả? Có ai chia câu này giống chị được không? Dạ là believe him as. Believe him as. Believe as như vậy. Nobody believes him. Đúng rồi. Ở đấy á, chữ believe thêm as. Đây, để chị. Nobody believes him. Em sai thì hiện tại đơn là đúng. Và đằng sau chữ nobody này này, nobody không ai cả. Không ai cả là thậm chí nhá, nếu mà mình chuyển qua là một cái câu khác, mình nói là mọi người tin vào ông ta. Rồi mình nói một câu khác đi.
Sau đó mới nói một câu là mọi người tin vào ông ta. Thì mọi người hay là không ai cả, hay là cái chữ là, chị biết chữ mọi người được này, everybody, rồi là bất kỳ ai, anybody, rồi mình có chữ là nothing, rồi everything, rồi là mình có chữ everyone bằng với chữ everybody hết, rồi no one bằng với chữ nobody. No one. Mấy cái này á, người ta gọi là đại từ bất định. Mà đại từ bất định á, thì động từ theo sau nó phải dùng ở số ít. Cho nên khi hồi có một em chia please thêm s là đúng hết. She told me her name. À, cô ấy nói cho tôi tên của cô ấy. But, nhưng mà bây giờ tôi không nhớ. Không thể chia ra hả? Để Dạ thưa chị chị. là I don't remember. Ừ, cảm ơn em. Nhớ phải em. Dạ. Ừ, thank you em. Nóng rồi em bị đau à? Dạ. À, thầy giọng nhỏ nhỏ. I don't remember it now, hey. Rồi. Câu số 4, don't put the dictionary away. Đừng có cất cái quyển từ điển đi. Tối dùng nó. Câu này viết sao hả? Ái như học dân đi lơ mẹ em hơi buồn ngủ đúng không, hay là cái gì? I'm I'm using, đúng rồi, I'm using it. Tôi đang dùng nó. Như vậy là mình căn cứ vào nghĩa là mình sẽ biết được. Rồi còn câu này, don't put the dictionary away, đừng có các quyển từ điển đi. Ở trên họ cho động từ sử dụng, con giữ này họ cho động từ cần. Thì câu này mình nói sao hả? Em nói lúc này nói là đã luôn cho chị được không? Ai? Tôi đang cần nó, nói sao hả? I Đúng rồi, I need it. Lưu ý mình không nói là I am needing it hết. Mặc dù mình vẫn dịch được là tôi đang cần nó. Vì ở đây vấn đề là chữ need không chia verb in. Đó. Rồi, mà em có thể câu số 6 thì chị dịch nghĩa có thể về làm sao ấy. Không khí consist là bao gồm đúng không? Bao gồm chủ yếu là khí nitơ và khí oxy. Nitrogen and oxygen. Đây. Thì cái này chữ consist này sẽ thêm s ha. Là vì nó là sự thật, consist thành thêm s. Còn 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 là chỉ dịch này. Người đàn ông đó là ai? Ông ta muốn gì? Còn câu số 8, người đàn ông đó là ai? Tại sao ông ta nhìn chúng ta như thế? Ở đây em thấy có chữ look at là đáng nhìn. Nhưng như vậy câu số 7 này thì chỉ ở hiện tại đứng. Ông ta muốn gì? Vì động từ want nha. Còn câu số 8 thì chỉ hiện tại tiếp diễn. Why is he looking at us? Rồi, và 9 tới 12, cố gắng với nhà làm hết. Tiếp nè, em coi. Hãy sử dụng từ ở trong cái ngoặc để hoàn tất, để viết câu. Từ trong ngoặc là đây. You, bạn, không, dường như, hạnh phúc ngày hôm nay. Là hôm nay bạn dường như không có hạnh phúc lắm. You don't seem very happy today. Hình số 1, mình qua hình số 2 bên đây. Are you okay? You look worried. À, bạn có ổn không? Bạn trông có vẻ lo lắng. Rồi, xong anh, I think, tôi nghĩ. Cái công này sẽ việc làm như thế nào hả? Có mất tiếng thì Tôi sao em? có mất tiếng thì nói I am thinking. Đúng gì rồi. Tôi đang suy nghĩ. Đúng rồi. Như vậy là tôi đang cân nhắc về một chuyện gì đó. Ok. Câu số 3 này. Cái you này thuộc về ai vậy? I've no idea. Cái câu mà I've no idea này là viết tắt của I have no idea. Tôi không có ý kiến hết. Tôi không biết. Tôi không có ý kiến nghĩa là tôi không biết, đúng không ạ? Rồi câu số 3 này ai chia giùm chị nào? Để chị coi nha. Mời mời nha. Chúng ta mình có 12 người.
như à trên đây như là hàng cao cho chị mới hàng cao được không? Dạ. Ơi em nói cho chị này, câu mà cái dù này thuộc về ai vậy, nói sao? Who does this umbrella belong to? Đúng rồi. Who does this umbrella belong to? Có thêm s nó chỗ chữ belong không em? Dạ không chị. Đúng rồi. Who does this umbrella belong to? Cái dù này thuộc về ai vậy? Ở câu số 4 này. Cái món ăn này á, ngửi thấy mùi thơm. Cái món ăn này có mùi thơm. Câu này viết sao hả? Mời một bàn nè. Thú ăn nè. Yeah, this is smell good. This is, em có ghi nào, em có nói chữ is đúng không? Yeah. À, như vậy có phải là câu của em như vậy không? This is smell good. Yeah. À, rồi thì cho chị hỏi em muốn dùng ở đây thì chị đi. Ý là em trên ta hẳn đang có thi hiện tại chị. À, đang hiện tại. Đang hiện tại thì tôi bí đừng bị đúng tư thương lắm được. Em phải chọn một trong hai thôi. It smells good. À đúng rồi, mình bỏ chữ is đi hết. Nói chung Dạ. thì chữ y to be với động từ thương giống như là sừng với đuôi rồi đó. Sừng với đuôi không thể Dạ. ở cùng một điểm, không thôi nếu mà cả sừng cả đuôi cùng ở một điểm là con vật chắc là đái rồi đúng không? Dạ. À, thì đây là chữ smell nó có thêm s em hả? Dạ không. À, phi răng không? Dạ có gì nữa. À, rồi thì phi răng có. Món ăn thì nó thì một cái gì đó, món ăn hàng ngày số hàng không đến được. À đúng rồi hẳn. Em biết sao không? Vì hẳn là số ít không đếm được chữ this này này. This này là số ít Dạ. này. Cho nên chữ Dạ. smell này bắt buộc phải chỉ ở số ít. Mà động từ số ít thì thêm s. Khi nào mà động từ số nhiều mà không thêm s. Hẳn hơi ngược ngược với danh từ nha. Ví dụ này chị nói là Dạ. open là một cái bục là danh từ đúng không? Một cái bục số ít. Nhưng mà bây giờ chị nói là nhiều cái bục thì là chị thêm s cho danh từ pens. Yes. À, còn ví dụ chị nói là they play football very well, họ chơi bóng đá rất là giỏi, thì cái chữ Yeah. chữ chữ đấy là chủ ngữ số nhiều mà động từ play. À, vì chủ ngữ số nhiều cho nên động từ play giữ nguyên không có chia. Nhưng mình bây giờ nói anh ta chơi bóng đá rất giỏi thì anh ta là số ít, cho nên chữ place phải chỉ ở hình số ít bằng cách thêm s hoặc es. Chữ place tấn công là y dài cho nên trước hẳn lại có chữ a nguyên âm, cho nên chỗ này thêm s thôi. He play football, cho nên mình để ý hết very well. Thực ra mấy cái này hằng nhỏ nhưng mà em biết sao không, khi mà mình làm bài tập mấy cái bài tập thứ tư em cải thiện sẽ được, nhưng mà cái mà chị muốn nói á, là mình cố gắng mình nhớ hằng trong đầu luôn, vì sau này khi mà em nắm vững được ngữ pháp em nhớ mấy cái này, tới khi em phát âm á, em luyện từng câu á, là em thả chữ thả thả s nó em dọ ra, thì khi đó cái câu này sẽ hay. Đó, và mình nếu mà mình không chia những cái cơ bản mà cho hẳn có chuẩn s hay không s đó nữa, thì sau này khi mình nói thường thường mình sẽ bị phân tâm, rồi mình biết là có nên thả dọ hay không s hay không thì hơi uổng hết. Đó, chị nốt cái này lại đấy. Ok rồi, cảm ơn hai em nha. Câu số 5 này, excuse me, anybody sit there? Xin lỗi, có ai ngồi ở đó không? No, it's free. No, không, nó trống. Như vậy câu này chia sao hả? Mời một bàn nha. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt được không em hả? Alo. Dạ có em chị ạ. Rồi rồi, Minh em chia câu này giùm chị nha. Kiss me. Anybody? Em chị là do anybody. Do anybody? Rồi Sit, sao? sit there. À, rồi như vậy đúng không? Như vậy đúng em. Dạ. À, cho Dạ chị xin lỗi nha, chị xin lỗi nhưng mà chị phải nói với em là không đúng. Phải sửa cái này lại là is anybody sitting there? Tại vì sao biết không? Vì lúc nãy em chia chữ đứa để chị phân tích lại cái câu của em này. Em kia chữ do à, thì đấy là thì hiện tại đơn,
Đúng rồi, em chia cho Đô là hiện tại đơn thì thằng không hợp lý. Thằng có hai lỗi sai. Lỗi sai thứ nhất là chữ anybody, như lúc này chị nói á, là đại từ bất định, mình xếp nó vào loại chủ ngữ số ít. Chủ ngữ số ít thì chỗ này đáng lẽ chia là phải chia does. Nhưng mà khi chia does cho đúng thì hiện tại đơn rồi thì vẫn sai, vì ở đây không sai thì hiện tại đơn. Bây giờ cái ngữ cảnh của cậu là xin lỗi, có ai đang ngồi đó không? Đúng không? Lúc này phải nói is anybody sitting there? Có ai đang ngồi đó không, để ví dụ như người nào đó đang ngồi ở đó mà bây giờ người ta đứng dậy có việc một chút, mà xong mình tới và mình thấy cái chỗ trống mình không biết, và là mình đặt mình xuống mình ngồi thì không ổn. Cho nên câu hỏi sẽ là có ai đang ngồi ở đó không, is anybody sitting there? Và câu trả lời khi đó mình nói là is free, nó trống. Em để ý cái chỗ này hết. Ok, tiếp qua bên đi nha. These clothes not fit me. Clothes là đôi găng tay. Những đôi găng tay này không có khớp, không có vừa bằng với tôi. They are too small. Chúng nhỏ quá. Cái này nhờ một bạn nè. Hoa, Nguyễn Hoa, cho chị nhờ Hoa được này. Dạ. Dạ. Câu này em chia ở thì hiện tại đơn. Their clothes not don't fit these. Đúng rồi. Tại vì cái này là sự thật. Hôm nay nó không vừa với mình, ngày mai mình thử lại nó cũng không vừa với mình, đúng không? Trừ khi là 2-3 tháng sau mà mình tăng cân một cách kỷ lục, tăng nhanh quá, thì khi đó hoặc là mình giảm cân nhanh quá thì khẩu hòa máy nó mới vừa. Đó, còn bây giờ cái này là một sự thật thì chỗ này mình sẽ sang là don't fit me. Và cái thứ hai nữa, chữ fit là lúc này nó thuộc giọng động từ không chia tiếp diễn. Đó. Hai lý do hết. They are too small. Cảm ơn em. Rồi nè. Những động từ gạt chân bên dưới là ok hay không? Hãy sửa ở những nơi cần thiết. Nikki đang nghĩ về việc bỏ việc. Ok. It's not true. I'm not believing it. Điều đó không đúng, tôi đang không tin nó. À, chỗ này bị sai và người ta sửa lại là I don't believe it, tôi không tin điều đó. I'm feeling hungry, tôi đang đói bụng. Is there anything to eat? À, có chị ăn không? Câu này ok nghe mẹ. Có, dạ, đụng gì nè. Có đứa đụng hả? Dạ. À, có bạn nói là câu này đúng. Có bạn nói là câu này không đúng không? Có nói đúng không mẹ? Tại sao em nói cũng đúng? Lúc này có một bạn nói là chị xin lỗi, lúc này có một bạn nói là đúng. Tại sao em nói câu này là đúng? Khi hồi bạn muốn nói đúng rồi. Alo, cho chị hỏi là tại sao em nghĩ câu này đúng. Bà muốn lúc này nói để đây chị đưa lên cái phần đi là cho em coi nha. Chắc là em đang nghĩ về tình huống là how do you feel now, về how are you feeling, đúng không? How you feeling now, bạn đang cảm thấy như thế nào? Đây, bạn cả hai cái đều dịch là bạn đang cảm thấy như thế nào cả. Cả hai đều dịch được như vậy. Thì cho chị một lý luận thôi. Lý luận là tại sao có thể dựa vô câu đó để lý đúng. Được rồi. Is there anything? Chị ra đi đã. Hả? Dạ thưa chị. Em nói đi, chị nghe rõ nữa. Em to hơn một chút được không? Em chỉnh cái mic của em lại cho to hơn chị giống chị vậy. Dạ thưa chị á, là tối nay là tôi đang đổi á, là nó đang diễn đó nên là em chia được với khi hiện tại bị diễn. À, như vậy là nhưng mà nếu chị nói á, là chữ phiếu là chữ cảm thấy, mà chữ phiếu cảm thấy á, chị dùng trong một số trường hợp là đặc biệt thôi. Ví dụ bình thường nha, cái giờ 4 giờ chiều là cái giờ mà chị hay đói bụng thì chị sẽ nói là I feel hungry. Nhưng mà
nếu nếu cái giờ bụng giờ chiều không phải là giờ chị đói bụng, nhưng mà hôm nay chị mới đói bụng, thế cái này chị mới dịch được là I'm feeling hungry, đúng không? Thế chị hỏi em là để chị xác nhận là cách hiểu của em về cái chữ feeling thôi. Dạ. Ok, cảm ơn em. Nói chung á thì em rất hay ở chỗ là em bảo vệ lập trường của em, cái đó là rất là tốt. Đó thì như chị có nói, chị có một vấn đề như vậy này, là trong cái bài này á, hắn không cho mình ngữ cảnh. Hắn cho mình ngữ cảnh là liệu là bình thường mình có, ví dụ như cái trường hợp của chị nói á, bộ như mình có đói bụng hay không. Hay là câu này là một câu bấn cua, lúc nào mình nói mình, lúc nào mà mình đói thì mình cũng nói được. Thì cái vấn đề ở đấy á, I'm feeling hungry, mình sẽ dịch, mình sẽ nói là để xem, cái ngữ cảnh tôi đang cảm thấy đói, có cái gì để ăn không? Vì ngữ cảnh feel như lúc nãy em nói và như chị có giải thích là dùng được cho hai cái, cho nên là câu này mình chấp nhận là nó đúng nhá. Tức là mình cũng nhận là nó đúng vì nó có thể hiểu theo hai dạng, I'm feeling hungry hoặc là I feel hungry, hoặc mình có thể nói I'm hungry. Ok, nếu mà chị đưa ra ngữ cảnh cụ thể thì cái đó phải cứng nhắc, còn trong trường hợp này thì chấp nhận. Ok, còn câu số 4 rồi, cảm ơn em. Câu số 4 thì chia ra em hả? Câu số 4 này chia như thế, câu số 4 này như thế nào đấy hả? Đúng hả? Tôi chưa bao giờ ăn loại trái cây đó. Nó có vị như thế nào? Đúng hay sai? Dạ, mình có thể đổi là what's the effect? Đúng rồi, cái chỗ này không chia ở hiện tại tiếp diễn mà chỗ này phải chia ở hiện tại đơn. Đây, what, cái này thì không như cái câu số 3 được mà bắt buộc phải chia hiện tại đơn thôi. Nó có vị như thế nào? What does it taste? Đúng rồi, cảm ơn em. Câu số 5, I'm not sure what she does. Tôi không chắc là cô này làm nghề gì. Tôi nghĩ cô này làm việc trong một cửa hàng. Câu năm nay ok không hả? Yes no em hả? Tôi nghĩ là cô này làm việc trong một cửa hàng. Như vậy cái chữ tôi nghĩ đây có nghĩa là tôi có ý kiến, tôi cho rằng, tôi tin rằng cô này làm việc trong một cửa hàng. Như vậy câu này chỉ hiện tại đứng là đúng rồi hết. Đúng rồi. Look over there, nhìn đằng kia kìa. What are you seeing? Bạn đang thấy cái gì vậy? Câu này được không? Câu này được không ạ? Khi nào? Như lúc này chị có nói này. Trên này, đây chữ see. Chữ see đây. Khi nào mà see mà nghĩa là thấy thì không có dùng với verb in mà dùng hiện tại đơn thôi. Còn ví dụ mà nói là gặp thì ngày mai tôi sẽ gặp sếp của tôi chẳng hạn, thì chữ see thể viết được ở hình thức see in. Nào, cho nên chị kéo nó xuống là lái ở đấy, thì câu này sẽ sửa lại thành what do you see? Bạn thấy cái gì? Còn mà ngày mai tôi gặp ông sếp của tôi thì mình nói I am seeing my boss tomorrow. Ngày mai tôi đi gặp, ngày mai tôi sẽ gặp sếp của tôi. Rồi, you're very quiet. What are you thinking about? Bạn rất là ít nói. Bà đang nghĩ gì vậy? Bạn yên tĩnh quá, bà đang nghĩ gì vậy? Yên lặng quá. Câu số 7, ok không ạ? Dạ, đồng ý chứ. Ok, dạ. Yeah. Rồi, chứ mình quá 4.4, mình có 6 câu. Sáu câu này xong cái là quá thì quá khứ đơn. Nhưng mà chị trước khi mà chị quá khứ đơn, chị muốn xem với mẹ em một cái file của chị. Đó, thì sáu câu này mình sẽ làm lượt thôi, chị sẽ nói cái câu số 2 với câu số 3. Còn em nào muốn á
mà muốn làm bài thêm á, cho chắc thì có thể làm thêm rồi có gì hỏi hỏi gì sau hết. Hoàn tất những câu sau sử dụng is hoặc are be in dạng hiện tại dạng tiếp diễn hoặc is hoặc are dạng hiện tại đương. Tôi không thể hiểu tại sao anh ta ích kỷ như thế, anh ta thương đâu có như thế đâu. Rồi câu số 2 này, you like Sophie when you meet her. Bạn sẽ thích Sophie khi mà bạn gặp cô ấy. Cô ấy rất là tốt. She's very nice. Nice cũng có dịch dịch được là đẹp nữa hết. She's very nice. Như vậy chỗ này chị sẽ chèn vào chữ is. Đó. Có nghĩa là bình thường cô này là nice rồi, cho nên người ta mới nói là khi mà bạn gặp bạn sẽ thích. Còn câu số 3 này, Sarah chấm very nice to me at the moment. Ngay bây giờ Sarah đang rất là tốt với tôi. I wonder why. Tôi tự hỏi tại sao. Như vậy mình biết là bình thường Sarah hẳn không có tốt với cái người này đâu, đúng không? Cho nên câu này mình sẽ viết lại là Sarah is being very nice to me. Là Sarah đang rất là nice đối với tôi. Ok. Tôi wonder, tôi tự hỏi tại sao. Số 4 chị dịch luôn hết. Họ rất là hạnh phúc, họ vừa mới cưới. Nhưng mà đây là sự thật, chúng ta sẽ chia hiện tại đứng thôi đúng không? They are very happy, they just got married. Họ mới cưới. Rồi năm sáu về nhà làm hết. Còn mấy phút thì chị xéo với mẹ em một cái file. Chắc là để chị tắt cái màn hình trình bày một chút. Đây. Tạm dừng trình bày. Đây. Dừng trình bày một chút nha. Để chị mở cái file của chị. Đâu được á. Ok, nhóm hiện tại tiếp diễn. Ok, lớp mình im lặng, chắc giờ này mấy bạn muốn ngủ tắt mic hết, vừa 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 học vừa nghe nhạc cũng có, học online là có cái vui gì hết. Rồi em coi nha, cái màn hình chị đang chia sẻ đấy mẹ em có thấy không? Dạ có, dạ thấy đi nào. Thank you em mẹ em. Lâu lâu phải nói cho chị biết tiếng để chị biết là chị đang không độc thoại nghe. Không có gì. Rồi em coi nhá. Nơi chỗ cây phái này á, là chị tổng hợp lại cả cách dùng của thể hiện tại tiếp diễn này, sự việc đã xảy ra khi nói này, đã xảy ra xung quanh thời điểm nói này và những cái từ mà đi kèm với nó hết. Đây rồi có một số câu ví dụ ở đấy nữa. Đây xảy ra trong khoảng thời gian chưa hoàn tất, ví dụ ở cuối phái này, đề cập chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Cái ý này là ý mà trong sách không có. Đây. Đây. Ý thứ 5 thì trong sách có nè. Nói chung từ số 1 đến số 5 thì chỉ có ý số 4 là trong sách không có nói thôi. Bây giờ chị đề cập về cái này cho mẹ em hết, phân tích cái này nha. Đề cập chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, độ chắc chắn cao, có nhiều khả năng xảy ra. Cách dùng này tương đương với thi tương lai tiếp diễn. Và công thức của thi tương lai tiếp diễn là như vậy: will hoặc saw cộng be cộng verb in. Đó. Bây giờ chỉ có ba câu này. I will go to see Sakura flowers next week. Tuần sau tôi sẽ đi ngắm hoa Sakura. Tạm dịch là hoa anh đào đi hết. Rồi, I am going to see Sakura flowers with my boyfriend next week. Tôi sắp đi. Đấy nha, em thấy có một công thức này, I'm going to see. Tức là am này là động từ to be. Be này cộng với chữ go into, cộng với chữ go into mặc định nè. Đây và cộng với động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu. I'm going to see, động từ nguyên mẫu chính là chữ see trong trường hợp này. Ok. Như vậy đấy là thi tương lai gần và câu này đang dùng với thi tương lai gần. Còn câu dưới này, I'm seeing Sakura flowers with my boyfriend next week. Trên này cho chen thêm cụm with my boyfriends nữa cho trùng nhau.
Đây, thì ba câu em thấy nha là câu đầu tiên sai thì tương lai đừng. Câu này là một câu cảm hứng. Khi mà ai đó nói với em là họ sắp làm cái gì, họ sẽ làm cái gì, chị xin lỗi, họ sẽ làm cái gì mà họ sai thì tương lai đừng, thì em hiểu là đó là một ý định bất chợt của họ. Hoặc họ đã nghĩ ra nó trong một thời gian khá ngắn trước khi nói với em, mà họ chưa có chuẩn bị kỹ càng cho cái hành động đó. Cho nên khi mà nói câu một này này, có nghĩa là à, cái người mà nói với mình đó có thể sẽ đi hoặc có thể không đi, 50-50. Ý thứ nhất. Qua cái thi tương lai gần này, thì tương lai gần này đồ chắc chắn cao hơn. Họ sẽ đi, mình biết họ sẽ đi, họ có thể là lên lịch hết rồi, đúng. Nhưng mà họ chưa mua vé máy bay, chưa đặt phòng khách sạn, chưa đặt nhà hàng, chưa đặt xe. Nói chung là đã lên ý định sẽ ở đâu, đi bằng phương tiện gì từ điểm A tới điểm B để ngắm hoa Sakura, nhưng mà chưa đặt. Quá như là quên mức độ chắc chắn là 80% rồi, gần đi rồi nhưng mà tới cần ngày mới chốt, đúng không? Còn cái này này, I'm seeing Sakura flowers, câu cuối cùng hiện tại tiếp diễn, anh tại đây không? Cái này á, em nghe ai nói cái này thì em biết là người đó đã lên kế hoạch rồi, người đó chắc chắn đi xe buýt, xe tất cả loại phương tiện người đó đi, máy bay hay là xe buýt hay là tàu gì đó, người đó cũng đã đặt hay là mua vé hết rồi. Hoặc người đó đã book trước cái chỗ để ở rồi. Cho nên chị mà nói cái ý thứ tư, chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đồ chắc chắn cao, có nhiều khả năng nha. Đó, lưu ý mà em cái ý như vậy. Rồi tiếp theo trong cái bài này chị có cách chia nó ba dạng ở đấy: khẳng định này, isama cộng vấp in này, phủ định là chị cần thêm một cái chữ not vào giữa thôi. Và nghi vấn thì có hai hình thức: cho isama ra trước, isama ra trước chủ ngữ, rồi động từ đuôi in 5-6 chủ ngữ đứng ở giữa. Đó. Rồi đối với từ để hỏi, W question á, từ để hỏi là what, who, whom, when, đúng không? Thì nó từ để hỏi đứng trước, sau đó lặp nguyên cái cụm này lại, và cái cụm này chính là cái câu ở trên, cái vế ở trên này vừa xuống. Rồi đấy, chỉ có một loạt cả ví dụ, chị sẽ share cái file này vô trong Zalo cho mẹ em, mẹ em có thể đọc sau ha. Đây đấy, đấy là những cái mẫu câu mà họ thường dùng với thi hiện tại tiếp diễn. Khi mà em muốn sau này luyện nói cho dễ nói được á, thì rõ ràng mình phải luyện, đúng không? Mà đây là một trong những tài liệu có thể dùng để luyện. Em cứ đọc lui đọc tới, rồi đọc những câu tiếng Anh từ mình ép, từ em đặt ra, cái đó em sẽ tạo được cái phản xạ tốt cho bản thân. Rồi đây, những cái ví dụ này là chỉ diễn tả lại những cái cách dùng. Đây này, bài tập này á, thì mình cũng chẳng 10 giờ 2 phút rồi. Thôi chỉ lựa có một chút thôi, chỉ có cái bài tập nhỏ. Chỉ nói là những câu từ miền sau đây nên chia theo thi nào. Chúng tôi gặp anh này ở trường hoài à, anh này thường đến lớp rất sớm. Thì ở đây mình có hai động từ là chữ gặp này, chữ gặp trong tiếng Anh là chữ see, và chữ đến rất sớm là chữ come này, đúng không? Thì em coi thử cái nghĩa của nó là như vậy. Nghĩa của nó là chúng tôi gặp anh ấy đến rất sớm. Nghĩa của nó là nên chia hiện tại đơn như là một sự thật, hay là nên chia ở hiện tại tiếp diễn như là một chuyện đáng diễn ra lúc nói và xung quanh thời điểm nói. Rồi câu số 2 này, họ cứ hay ồn ào khi tôi đang tập trung học bài. Em chưa cần phải dịch những loạt câu này qua tiếng Anh đâu, em chỉ cần xác định trước là nó thuộc khi tiếp diễn hay là thi đơn. Khi mà em xác định rồi, em chia nó qua. Đó, thì vì hết giờ rồi cho nên là chị không có làm cái phần này cho mẹ em. Coi như nếu mà em có thời gian thì sắp xếp để mà làm. Và tuần sau mình có thể là nói về cái file này một chút trước khi mà mình vào bài quá khứ đơn. Đó, còn nếu mà mẹ em không thắc mắc gì rồi, đó, nếu mà không thắc mắc gì thì có thể là chị lựa cái phần này luôn. Rồi và vì có một chuyện là chị muốn nói là mình chịu khó, mẹ em chịu khó chị tuần này trong khoảng 2 tiếng. Đó, nói chung thì tuần này chị chắc là được 2 tiếng thôi. Nhưng mà tuần sau thì chị sẽ cố gắng lên 3 tiếng lại. Tức là ngày thứ tư và thứ hai sẽ học là 90 phút mỗi lần để cho đủ 3 tiếng. Với ngày thứ sáu là chị chiều rồi, bữa nay chị không có đi, không có giúp ích được cái ngày thứ sáu nữa. Thì hy vọng là mấy cái file này có ích cho mẹ em. Rồi. Rồi thôi, rồi mình dừng ở đấy. Chúc mẹ em ngủ ngon ha. Bye mẹ em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị ngủ ngon. Em cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Chào mọi người.